tránh viên nam lên luôn á, nam lên luôn á. Bên đây là bên 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 đây bên trái rồi này, bên mặt đó thì là thành lưng cơ bên trái là những thành trung Nguyễn Bá Linh. Mình đi tắm cứ cháu vợ nha cô á. Nên mình đi tắm cứ cháu vợ của mình. Cháu vợ. Hai thằng nam không cô á. Xuống tới. Cháu vợ mình cô á. Đi con cứ cháu vợ mình nha. Hôm nay nó đãi là 38 mâm mặn nha cô bác, 3 mâm chay. Ba mươi tám mâm mặn, ba mâm chay là tổng cộng 41 mâm. Nam với nhau hai người nam đám cưới nhau, cháu vợ mình là thằng thấp, còn kia là đôi ăn che các anh xui đây, đôi nam nữ, đôi nam không ăn ngang có cháu một trai này, cháu là vinh lên hôm nay làm lễ ngày 19 bên này ở Vĩnh Long, đây ở Đồng Mỹ nha cô á, đây là ở Đồng Mỹ, còn bên bây giờ là ở Vĩnh Long, ở Vĩnh Long, đây là Nam Thủ Hồn, bên đây cũng bên đàn thì đàn trai luôn, hai bên đàn trai hết, bên đàn nữ hết. Rồi nam thì có mặt, bên đây là Nguyễn Trung, bên kia là Nguyễn Bá Linh, Trung Linh, hai bên Trung Linh rồi. Vô tới cái phần lễ Phật cho cũng trinh tình với hai họ. Chung vào lưng thôi có. Đó. Nguyễn Trung là Nguyễn Ba Linh. Trung lưng. Rồi ở nhà Mỹ rồi ở Vĩnh Long. Nguyễn Thành Trung, nghĩa là Bá Linh. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Bá Linh. Hai bên Nguyễn hết. Nguyễn Bá Linh ở Tam Bình Vĩnh Long. Tam Bình Vĩnh Long. Trung và Linh. Nguyễn Trung, Nguyễn Bá Linh, Trung Linh nha cô bác, hai người. Ông bà, ông tân tộc và ông bà lá riêng. Đôi nam, chánh duyên cùng nhau. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Bá Linh. Chung thì dòng cho bên Nguyễn Bá Linh. Ông nội bà nội thì qua đời, ông ngoại còn lại cũng qua đời, bây giờ còn ông nó lăn về. Ông thế mà mày ăn tám trước hay là ngoài hai người luôn bác? Tặng cho nó mà. Mình tám à. Mình tám là gia nhỏ. Rồi ông tám cầm hai ly luôn, một tay cầm ly rồi lâm rượu ra rồi. Con với ông nội nè. Chung giờ lâm nha cô bác. Ông nội này có hai ông được đi với nhau cái chụp hình. Chung. Cũng đưa đi. Nguyễn Bá Linh. Cho nó mèo. Đôi nam 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 đô
thấp thì chung, cao là lưng, hai thằng chung lưng của bác. Đôi nam thằng cao thằng thấp thì chung, cao thì lưng của bác. Đó, đôi nam cũng như cùng chung ở bên đây lưng bên kia. Ông chú chế hết rồi cho bà nội đi gửi với cha mẹ nó ra vậy cho nó nhanh nó. Trời ơi, chung lưng nha cô. Chung lưng. Chung là có gì đâu chú Năm ơi. Lưng là cao nha cô. Hộ ông nhà bà đi ông trước đi rồi các bà. Ờ, bắt đầu tôi Nguyên Hương xã. Cái tết nó làm vũ mẫu mã lên rồi lại con nghèo cái gì nữa đánh nãy ra mọi người nãy có cũng quên cần nói anh cậu cậu à đường đi ra chuyện ra về đó là đó và đưa cho tao mẹ ăn cưng đưa mẹ đi ra cho để cho bà đi. Đây, bắt đầu đưa cho mẹ một quan mà 3 năm bồng bóng bữa nay ngày này đó. Đòi chung giờ lên coi coi. Đôi nam cánh dương cùng nhau. Hai người đụng đi đâu rồi nóc một cái mình mới có cái biết lần đầu. Đúng. Đó. Là làm lễ. Mừng tới 38 mầm mặn ba mầm trai ấm cộng đại lớn lắm cô bác ơi, lớn từ trước đến nay rồi là chung chung qua đây lên mời mẹ đi thầy đổi giống gì mẹ đi lên mời mẹ đi giờ vậy nhìn mái công này coi chơi lên nè. Ê, anh xa anh mấy ông xa chế anh chờ và thằng này hôm nay làm vậy cô bác còn bà xa hết bác chú xếm cô dưỡng cậu mợ gì dưỡng tương tài nội ngoại ai là cương vị cháu của cô bác của cháu trung nó đến bằng lại được có bao lì xì xin tặng anh cháu. Cái này là để sầu cho này nha lẩu. Có gì cho tới này nha. Xong rồi đưa cho một lại đưa đưa trứng đi bác. Bởi vậy tính đưa đó. Đưa luôn. Nè đây chờ hai con lại đưa cho từ đây. Đó là cô anh. Đó. Bây giờ cái phần này là tới chung và lưng cô bác là cô đại diện nhau. À. Chung lưng. Chưa lưng xanh dương nếu mà thiếu rồi đó đó giờ đưa cho ta thèm thấy cho ta quên ta có lời quên ơi nhớ là cương vậy là cậu tư của anh cậu tư kế tiếp là cái phần cô bác công rồi tới thằng anh chị trăm mấy chục ký luôn quá mập ơi ba con kèo đó uống không đủ mình năm nay được nhiêu ký nay nó sụp còn có 113 113 là nó sụp rồi đó cô bác chứ còn nếu nó đủ nữa là tới 120 lần 130 lần 132 lần vậy là đi nói quá cái giữ em lại anh này là anh là 130 mấy mà anh sụp còn 113 đó cô bác 113 mà còn vậy đó còn 130 mấy chắc dòm thấy tại vì ông nghe sao quở quá cái ông nó ông giữ eo lại mà 130 mấy ký mà giờ còn có 113 nha cô bác
Đây là Nam chủ hôn, giờ Nam chủ hôn là với ông kia là phụ là em chồng. Rồi cho máy con này cần cô ơi. Không chúc cho đôi Nam cho cô chú 100 năm hạnh phúc cho cô. Cầu chúc cho đôi Nam sắc duyên cầm sắc. Rồi cầu chúc cho đôi Nam sắc duyên cầm sắc. Rồi em đi qua bên đây. Đôi Nam nè cô bác, đôi Nam Nguyễn Thần Trung và Lung Lung Nguyễn Thần Nguyễn Bá Lưng, Nguyễn Thần Trung và Nguyễn Bá Lưng sắc viên cặp sắc nè cô bác. Nguyễn Thần Trung và Nguyễn Bá Lưng cô dâu vậy thành công quay mặt cùng với cô dâu đi em, mặt tay của cô dâu sẽ gác lên bờ vai chú rể ha, theo cô dâu chú rể sẽ được ôm trọn đời và chú rể có dám hứa là không ôm eo nào khác hơn eo này không ạ? Thành công có dám hứa không ạ? Hứa rồi có chứng quý vị phải không? À, kính thưa quý vị, có hoa để gì mới đẹp đây. À, chúng ta sẽ hướng về sân lễ để gặp gỡ một đồng hôn đồng đạt và lãng mạn mà Thành Trung sẽ dành cho Bá Lương ha. Nhanh vô, nhanh qua đây anh cái. Trung ơi, hôm nay anh thay mặt cho tất cả quý khách hai họ không cho em hôn lên trán, hôn lên má, rồi hôn lên cằm, em thấy hôn ngay đâu cho có ý nghĩa. Dạ, thôi rất là đúng quý vị, chứ để mà không mình sốt một chỗ là nhớ liền. Nhưng mà trước khi hôn phải có một cái đoạn quy tiếp theo nữa, hôn cho đến khi nào những tràng pháo tay cùng quý khách chích với nhận thôi, hôn cho đến khi nào mà nhà nhiếp ảnh của chúng ta điều chỉnh được một bức ảnh chính xác, không giấu là bắt hôn lại nghe chưa. Rồi chúng ta đến phòng 23 cho lưu lại một hình ảnh đẹp cùng với cô dâu chú rể của chúng ta mà. Rồi xin mời vòng quanh, còn ai nữa? Thêm người nữa đây, thêm người nữ nữa. Cô gái mang sơi, cô gái mang sơi đẹp á. Qua đứng một phía cô dâu. Rồi còn ai nữa không? Chị ba không luôn. Chị ba không? Anh luôn. Chúng ta sẽ xem họ nhà gái lưu lại một hình ảnh rất đẹp trong buổi lễ tân hôn hôm nay. Cho chẳng cái đi em, sáng người cho chẳng cái đi. Rồi, 1, 2, 3, vô. Thật đẹp. Rồi hoa nhà trai của chúng ta còn ai đâu ạ? Em dập cái hả? Cô bác, lẩu gà. Ba cái mắm chay có 41 mâm mặn chay nè, có gồm có cái lẩu nè, cái gà nấu ragu nè, rồi dĩa thập cẩm nè, rồi dĩa ba dĩa cơm, là tổng cộng là 4 món nè cô. Món này là món tứ bổ nè cô bác, tứ bổ mà giờ nó thêm vậy nó là nó thành ngủ lên cô bác, tứ mà lên món nữa là thành ngủ rồi đó cô bác. Đây là thấy 5 món hay là 6 rồi, ngủ muốn lên lục luôn rồi cô bác ơi. Món tráng miệng đậu món đầu tiên rồi cô bác. Thứ bổ nè, đầu tiên. Bạn? Dạ, ở Mỹ Đức chú. Mỹ Đức ơi, trên mà... Ở Mỹ Đức. Kênh Đào đấy ha. Dạ. À, nấu gì là mâm nhiêu rồi cho? Mâm 1 triệu 3 50. Triệu 3 50 là mấy món? 4 món cổng gà mình lo hết. Gà cổng gà mình lo hết mà món gì với món gì? Bổ với gà nấu nước, mực bò nén, là vậy là 38 mâm chay mặn phải không? Dạ 38 mâm chay phải không?
ba mâm chay. Rồi tổng cộng là 41 mâm đó cô bác ơi, cô Mỹ Đức nè. Ai muốn đặt rồi nè, số điện thoại để nữa mình để sau. Số điện thoại mình mấy à? Số để vô luôn. Dạ. Có được 0945. À phần là tới nó. Không mấy đứng vô. 0945. À rồi mấy nữa? 431503. Rồi nó lớn đằng vô luôn nha. 431503. Rồi, rồi cảm ơn chú nha. Rồi vậy là hôm nay mình xuống đây tổng cộng bao nhiêu người? À em xuống đây 19 người. 19 người. Nhân viên là 19 ha. Có ông chủ không? Dạ chủ về ạ. À. Mới về. Về ở đây là mình thợ nấu với dân tiếp dọn nha cô bác. Rồi. À. Linh đình luôn cô bác, 38 mâm. Hôm nào ông lấy hết hồn nha cô bác. Miền Nam mình thấy ăn lắm, dòm thấy cái này là ăn no luôn cô bác. Quá thấy cái này 38 mâm mặn, 3 mâm chay. Nhân viên là tiếp đãi 19 người. 1 triệu 3, 1 triệu 3 mấy rồi? 350. Là một mâm gì là 1,350 triệu là mặn nha. Còn tổng đạt bàn ghế với còn. Rồi coi như là nước đồ nước rồi, bên nước suối với bàn ghế à, là chịu luôn. Còn mâm chay là nhiêu? Mâm chay 700. Đó, mâm mặn là 1,350 triệu, mâm chay là 700. Tổng cộng là 41 mâm. 38 mâm mặn. Thấy vô cô bác. Quá dữ chưa? Mình thường thường là mình đi đám giỗ là đám giỗ chay không, còn đám cưới thì người ta có làm mặn chay không cô bác, nên mình cháu vợ mình cũng phải đi mình tùy theo cái của địa phương, người ta ăn chay thì người ta đãi chay, còn ở đây ăn mặn thì đãi mặn thôi vậy. Đây là thực phẩm chay nha cô bác, 3 mâm chay mà ở đây mới có 1 mâm mà còn mặn thì 38 mâm. Cô bạn là có uống nước mát hay vậy? Tát cho con mấy miếng. Rồi, đâu đâu. Giảng đồ hết rồi cô bác. We'll be right back.